Thưa quý vị, tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa kết thúc ngày làm việc chính thức đầu tiên, một ngày làm việc hết sức bận rộn, đặc biệt là đối với cả những phóng viên nhà báo như chúng tôi. Và trước khi cập nhật những thông tin mới nhất về các nội dung của các buổi hội nghị trong các chương trình tiếp theo, hãy cùng phóng viên của chúng tôi ghé thăm quang cảnh hội trường tác nghiệp APEC của các phóng viên và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới. Đằng sau lưng tôi là trung tâm báo chí quốc tế, là điểm tập trung của hơn 1.000 nhà báo và phóng viên trên khắp thế giới tới để phục vụ đưa tin cho sự kiện APEC. Hãy cùng xem là họ đang tác nghiệp như thế nào. Mọi lúc, mọi nơi, thậm chí là với một trường quay di động. Vào đúng 0 giờ ngày 5 tháng 11 thì chiếc đồng hồ đếm ngược nằm ở phía đông cầu sông Hàn đã hiển thị về 0, đánh dấu chính thức diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đằng sau mỗi một cánh cửa như thế này là căn phòng riêng dành cho mỗi một hãng tin hoặc là thông tấn trên thế giới hoặc tại Việt Nam, cùng với những thiết bị hiện đại nhất của họ để có thể cập nhật thông tin và hình ảnh một cách nhanh nhất tới quý vị khán giả trên khắp thế giới. Chúng tôi mang tới hơn 700 kg thiết bị máy móc tới đây, mục đích là để truyền tải hình ảnh chất lượng cao nhất từ hiện trường qua hệ thống này, rồi truyền qua các quang tới các đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới. Những hãng tin lớn trên thế giới đã có sự chuẩn bị cho sự kiện này ngay từ đầu năm, với một mục đích cuối cùng: truyền tải tin tức nhanh nhất có thể. Ngay khi có bất kỳ điều gì xảy ra, một nguyên thủ phát biểu một câu quan trọng chẳng hạn, thì trong khoảng thời gian ít hơn một giây, chúng tôi phải truyền tải được nội dung đó tới người xem của chúng tôi. Và với vai trò là truyền hình nước chủ nhà thì VTV cũng còn có một cái nhiệm vụ nữa cũng rất quan trọng, đó là truyền tải những cái hình ảnh này tới tất cả các hãng tin và hãng thông tấn của nước bạn. Và trong khi phóng sự này của tôi sắp kết thúc, thì những phóng viên khác vẫn đang làm việc ngày đêm, có khi chỉ có vài tiếng mỗi ngày để ngủ, nhằm truyền tải những nội dung thời sự nhất về APEC. Công nghệ, kinh tế số, tương lai việc làm. Đây sẽ là ba trong rất nhiều chủ đề nóng hổi được hàng trăm CEO và các giám đốc chiến lược của những tập đoàn lớn trên thế giới thảo luận. Đâu sẽ là động lực mới cho tăng trưởng của Việt Nam và châu Á-Thái Bình Dương? Liên tục cập nhật về tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 từ mùng 6 đến ngày 11 tháng 11 trong các bản tin tài chính kinh doanh trên VTV1.